Bài này mất quyền chết ạ. Đâu đồ này, cái này chạy chiếu ai? Hả? Đâu đồ này, cái này chạy chiếu ai? Em á, ngoài bộ đồ chất cái này anh trai. Em nữ quyền nha. Bộ đồ đẹp thế này làm gì? Cái âm thanh của mình nó nghe kiểu nó đều đều kiểu gì anh em? Em nó nghe kiểu nó không ấy. Bắn đến 10 giờ anh, 10 giờ xong bắn. Ba game đầu là hai anh em sử dụng thật anh không luôn, 4 cây. Thử coi cái đứa thứ 1 nói không. Ok. Vào chưa? Hello đại á, hello Đường Tuấn nha, hello anh em nha, hello anh Lâm Nhất Nguyên nha, hello Huy. Hello Huy Tùng nha. Lại đi. Vào nhá. Vậy. Vào. Ok. Ôi anh đọc cậu cả nhé, hello. Hello anh Johnny Tuấn nha, hello anh trai. Hello cậu Mạnh nha. Buồn không kêu anh like được, chia buồn cùng em nha. Lo cái lo công chuyện đi em, lo công chuyện gia đình đi. Sao đâu? Ba game, không chút một hả? Ô ô, cái fan Vinh ơi. Hey, vậy là sao Vinh, Vinh fan? Bắn hai khẩu ấy à? Nhưng mà nếu mà bắn khẩu ấy thì phải nhảy khu kiểu khu mấy khu này này anh. Không, mình cứ bắn công hiến cho anh em đi xong rồi cái mình lia xong á. Hay là okay. Mình chết á, mình kiếm được lên sao. Đấy. Ok đứa. Boy Mikenko à, anh chào Lam nhá. Hello em. Boy Mikenko à. Thế áo người yêu tặng các bạn này. Xuống bình thường à? Bắn bình thường đây chứ bây giờ kiếm được kênh em, bắn nhau cho kiếm được kênh em. May gu mình không phải đôn chề á. Ồ thế à? Bạn khu bạn không phải đôn chề à? Anh thế có quen ai thu mua ạc của học sinh không dạy á? Thu mua ạc của học sinh là sao? Gửi đấy anh chuẩn bị làm thu mua này, gửi anh xem nào. Cho chính fan nhá. Đá like bộ em ơi, thôi cần gì phải đá like nó, anh bắn nó gặp nó vỡ, bắn vỡ alo chứ cần gì phải đá like nó. Ma dài mẹ mưa. Mưa. Không có nhảy hai cho. 3C mình kiếm thôi. Trời ơi, em cho anh cảnh thọ nhá. Mấy ngày em giờ mới làm buổi tối mà. Hello. Cầm sọt gan luôn á. Em cho anh hậu trần nhá. Đi hết đi, mình đét bên sang cũng được. Chung cư bên phải em có người này. Ờ em nghe hả? Qua luôn không? Thích thì qua luôn. Có nhà anh à? Nhà luôn. Con này điểm em
Yếu rồi, yếu rồi anh ơi. Đúng rồi. Bắn con bot, bắn con bot, bắn con bot. Trời ơi. À mình đổi cũng trọng quá. Đổi nhanh quẹt phát là ngon rồi. Em cảm ơn anh Ngọc Trần nhá. Cam hơi mờ, sao lại thế nhỉ? Chắc là do kiểu điểm sức chờ nó cao quá. Thôi để không này để mua con cầm mới nhỉ, mua con C930 anh. Ngã tí thì bị gạt. Hả? Nó nhảy xuống luôn mà anh. Con boss nó ngay chạy bên đây đâu rồi nè. Cho tất cả anh em mới vô nha. Không bị ngang ở đâu cổng trường nha. Chùi Lam, chùi Lam. Bữa nay chiêu trọng yêu luôn chạy ơi. Ai? Ui, anh Giang khi trưa sao lại chạy ấy? Anh về đi tàu lâu rồi. Sao buổi trưa sao lại tự dưng chạy ấy? Ơ kìa. Em bắn thính nó này. Được khi nó lên ấy. Kìa rồi, kìa rồi. Nhìn mờ trông đẹp hơn nét bạn ạ. Ok bạn. Mình biết mà, mình kiểu gì mình cũng đẹp dài ấy. Một kill một lon bia, em chào anh Tuyền nhá. Thôi không uống đâu. Em dạo này đang giảm cân không uống đâu anh dai ơi. Lô tiên bia nhá. Anh mới vô lên, thì khăn thay lên bùi đòi nhá. Nó mờ thế à? Kiểu gì mình chả đẹp trai bạn, đúng không? Mark the location. Thằng ngay nhà này nè. Watch out. Nó lát nhà hiện ra kìa. Trời ơi, anh ngồi Google. Ủa con thính là sao cho dùng shotgun em gọn? Thì bắn thính lấy giáp cũng không được à anh? Nhưng mà shotgun có thấy đâu. Ôi chào bà chúc cho em chào anh Quyền nhá. Thằng kia ngồi kia nhà luôn kìa, ông ma. Nhà này nè, một, oan. Ok, anh này kia trái trái. Bỏ đi nha cu. Nha, nó nhảy đấm anh ạ. À, nhảy đấm hả? Ô, chưa kiếm cuối được top 1 mà anh Quyền. Top 1 xong em đi ăn cơm mà. Nó định múa đi qua mắt thợ. Không hơi vào, có thế. Anh em thông cảm, em phải tắt cái màn hình màu chứ không nó màu. Nó sáng vào mắt quá, em đau mắt. Đâu rồi? Nó đẩy anh Giang hay chưa em chưa. Nó đẩy đâu? Anh lụm thình ấy đi, ôi chết mẹ. À. Bỏ anh Giang. Bọn kia nó gạt em. Không, bọn chung cư nó bọn kia nó gạt em rồi. Em bảo bọn. Nó đẩy qua ấy nhá. Để em xem cái khu nào nhỉ. Mita nhỉ. Ô Mita đừng bay nha. Yêu anh 1000 à. Anh chào Tuấn Anh nhá. Ôi em cảm ơn anh Cảnh Thọ nhá. Cảm ơn anh Giai đồng hộ em 45.678 đồng nhá. Cảm ơn anh Giai nhá. Thank you anh Giai nhiều nhá. Em đang xem cái khu nào để nhảy ở đây. Chứ Mita chắc chắn là có người rồi. Chào Duy Cutter nhá, hello. Hello mọi người. Anh Quốc ơi, alo. Mở mic coi. Từ từ để anh kê con này. Nhảy đâu đây? Mita này nguy hiểm. Chắc đi lúc dạo. Mấy thằng gân con. Con em đi lúc dạo đây. Hai thọc đúng không? Thọc gì cũng được à? Ồ, anh em mình làm content mới thử. Ok nha. Bên kia nó áp sát chung cư nhanh thật đấy. Mình đang nhảy qua. Có hai, nó qua mình không hay rồi, đúng rồi. Nó qua ở phía sau khu mấy nhà anh. Thằng nhảy nhà đầu anh luôn à. Anh lút thính chưa? Chưa, lút rồi, lấy cái ba rồi. Úp trời. Nhà đầu anh một thằng nè. Nó đỉnh kiệm không cho mình đi luôn cái gì á. Không đi được luôn rồi anh em ơi.
Đây chết luôn. Nó kê anh, nó kê kệ nó anh. Đúng như cái á. Ừ. Dễ gì chết con này. Có cài bà đấy. Căng anh em nhà, nó bên Thuận nha. Nó lên Trần Thịnh nha. Solo kill nó thua đó. Nó chỉ cái ẩu thôi. Chứ solo kill nó là thua đó. Nó nhấp dữ lắm. Ôi vãi nùi. Ôi quăng này nha. Nó hấp chiếc. Em đã cú lách nó nhưng mà bọn nó đẩy đến anh buộc. Sao anh chỉ là bộ táp? Sao anh cái gì em nhảy lách ra đi lúc đồ mà. Thì sao anh là bảo táp phong ba đây em. Ôi anh chào. Em chào anh Minh nhá. Hello mọi người. Để qua đây luôn nè. Bắt đi. Qua đi qua rồi. Ba thằng luôn ảo mà thế nha. Nhưng em gì chạy sai chứ lại. Nó tưởng anh tầm ra. Nhà bốn thằng luôn em à. Niệm chết ao luôn. Ủa gạt đi một thằng anh nhai cứ đẹp gạt đấy thằng này nè. Quá là hay luôn anh cuộc ơi. Đẳng cấp. Phải, nghe được phải. Chạy tôi nguyên. Bốn thằng nãy một điều luôn, anh thấy ghê không? Nhớ già không nhờ. Thôi à, bắn như em lên em. Thôi, ao đi. Ao làm người đi anh. Thôi đi lúc từ đầu đi anh Giang này. Nhiêu là đủ rồi. Anh Giang này. Làm pha mạng nhãn đủ rồi. Anh Giang. Đi lúc lúc sọc từ đầu ấy. Chứ không bay xuống không kiếm được thọc đâu. Nhà bay xuống nó chiếm hết nhà. Mắc quả tắc mà nhà. Bắn lấy kill đi, bắn lấy kill mạng nhãn cho anh em đi. Bắn lấy kill à? Ừ. Cứ bắn lấy kill mạng nhãn cho anh em đi rồi anh em mình tính thầu. Thọc sao? À đây cũng khẩu DPS ấy nó có trong cái cù này anh nhỉ? Không đúng không anh Giang? Đúng không? Tự nhiên máu cho em làm giả. Ờ em bừa. Cái khẩu DPS này nó có khu, trong khu không nhỉ? Nhiều DPS không có trong khu đó đâu. Không có à? Ờ, trong khu toàn là súng máy mà chứ không có thật anh. Không vẫn có này phải. FPS ở cái khẩu gì nhỉ? Mà sáu ngón là nhấp nhấp như ai kia anh em. Sao lại thế được nhờ, để em xem nè. Lúc đầu là tính đâu ăn nổi đâu, coi ăn nổi 4 thằng ngập vô đâu. Nhưng mà cầm kêu gạt gạt được kia luôn. Nếu mà như thế này thì nó... ăn được không mà do rồi. Không thì để em qua đổi con C930E anh em ạ. Chắc là phải đổi C930E. Hello Nguyễn Chí nha. Nguyễn Chí nha. Hello Gần Hậu với nó anh nha. Chắc phải đổi con C930E. Hello Mập, hello Phụng với nó em nha. Cầm bảo mời lên cho 10 ngón hả? Chị dâu bảo mày lên 10 ngón luôn. Đúng rồi. Hello Tâm Tư với lại luôn em nha. Hello Nguyễn Tùng nha. Lên cà phê sữa nha. Đừng có khỉa ai, đừng khỉa Thanh Hiền nha. Ban bây giờ không phải vô kênh, không biết Thanh Hiền là ai á. Đừng khỉa Thanh Hiền nha. Giang còn không dám khịa nữa đó, supply dễ supply lắm.
bầu hay nóng tính lắm, nó nghe được kìa mày à. I got supplies. Luôn lợn. Em thịt luộc ngoài anh. Đợi em có một thằng nào. Ừ. Bắn ai đấy nha. Cái khu này khu ấy mà khu bao cát nó nhiều đồ quá. Này là hay nhỉ. Whip hả? Trời ơi, nó gạt mất hai con mod của em anh Quốc ơi. Má à, cái thằng mất dạy này. Ba mắng hả? Không giỏi đó. Chúng phải dạng dừa đâu. Anh bên kia. Viết hả? Viết hả? Nó đâu rồi? Bên kia bắn anh, không biết. Thì ba tầng hay gì á? Thì như ba tầng. Không. Nhà nghiêng cái xe gì đó. Một chỗ đấy anh luôn hả? Chả qua đi cùng nhau kìa. Ủa, giờ này đi cùng nhau hả? Hay là qua? Qua không? Qua đâu? Chị kia đâu, sao qua đâu được? Ở đâu nhờ? Đâu mấy bên kia mà họ sao nó bắn anh được? Cái nhà ba tầng hoặc cái nhà nhỏ. À, có nét rồi nè, có nét rồi nè. Nhà sau! Nhà này nè! Watch out! Tôi mới bắn anh kịp đập, tới bắn luôn. Kìa máy à, chị nhá ba tầng, kìa máy ba tầng kìa thấy không? Trời ơi, chế bơm, qua nghẹt nó luôn. Cà gà. Không thể để mấy cái thằng này nó sống sót thế này được anh Quốc. Cái thằng nó gần anh mà. Nó nghẹt hai anh em cậu đây bê ơi. Ôi, nó đâu rồi? Nó bỏ trên đó chứ đâu. Nhà bên kia có người ở nhà này. Ok. Nhà này nè. Nó đang nằm ấy. Anh Giang gọi tên em. Mày quá. Quay đi quay lại. Đây. Trời ơi, thằng em tôi qua đây. Đây. Em bên này nè. Sao bữa nay thằng anh luôn. Ok trời. Nó đẩy kìa. Chạy đó. Mấy thằng dao dưa này. Ngồi. Mày kêu nằm không? Chưa nằm của anh không? Không, vẫn chưa tao bóng nhầm cầm ấy. Anh bóng nhầm ở cầm. Được anh. Được cụ sơ nha. Trời ơi, mày đi máy bay miễn phí luôn. Lực này. Hello Nguyễn Ngọc Tú nha. Em là fan cứng bữa giờ mà anh không nhận ra có fan cứng đâu hả anh cụ. Chị mày hỏi tao tối đêm nào sao tao cũng ghiền tao xem mày hết. Chết luôn rồi. Ê sáu nè cụ. Đâu? Đây. Tối đêm nào cũng xem em giờ nó chết luôn rồi, bộ ghiền em không ghiền dở thôi, tính sao chị mày là em ăn chết á. Thì cứ đi anh bắn theo mày mà. Chết luôn rồi coi. Anh nghe bên tay trái rồi cầm. I got surprise. Phải em này, bức tường này luôn. Bức tường nào? Ngoài em. Nó ngoài bờ tường ấy, bờ tường bên sau này nè. Em sợ đứng nó bom thôi, đấy biết mà. Tầm 3 giây. Wow. Có một thằng đứng sát bờ tường này nè. Có, em bảo có là có. Em đã khi nào lừa anh chưa? Có thằng áp sát em này. Không ma thiệt. Mai. Bữa tôi có cái ốc nó không chết anh em. Mai. Watch out.
Là chiếc phèo nha. Hello em. Hello em, băng hồng hello em nha. Căng căng chiếu anh em. Chịu qua cũng lẹ. Không dưỡng mày. Chịu qua cũng lẹ đây. Nhà bên này nè. Watch out. Nhà bên này kìa. Để nó. Nó đối diện anh mà. Ôi. Mày bỏ xuống luôn đi. Bỏ xuống luôn đi, bỏ vô tầng 2 nè. Ok. Bỏ vô tầng kia đi, bỏ đây kia kia. Bỏ đây cho tao căng. Nó lửa trên đầu em. Rồi, cầm 2 thật lên nha. Ok. Tôi bắn dạo này bấm bấm cái không ăn. Hai anh em gắn nước chưa? Mà bay không? Bay, bay kiếm thuật lên đi, bay kiếm thuật lên đi. Em xem đừng bay, ở bay được. Qua nhà máy nha. Nguyện gì vậy? Đâu ai? Cũng sao đâu ai? Vậy thì ngồi anh Giang xem em đi vậy? Chị 246, em 357 á. Anh ngày nào cũng xem em nhớ anh ơi, em ơi. Lúc bắt năng ăn cây anh em. Em chào anh Nhiệm nhá. Chào anh Hiền Võ nhá thầy luôn. Toàn gì bình thường anh. Nó sát của nó sát của nét chuẩn quá. Cũng bình thường thôi à, chứ cứ đúng 2 giờ ngày xem live hả? À. Ok, à, chú hello em nha. Hello Nguyễn Trung nha, hello Nguyễn Anh nha, hello Phạm Toàn nha, hello em mới vô nha. Chàng tôi bán rồi hả? Con chàng tôi bán tiêu hả? Em ăn canh chém ông Dương nha, qua nhà máy rút chạy dài qua em, hai anh em đi chung. À, hai cái thằng kết nè. Nó đến rồi đấy. Nhà máy nha. Ờ. Nhà máy rút chạy qua. Em chào anh Bối Nhật Linh nhá, hello mọi người. Bỏ hùng nhá. Kiểu Jimmy đi 100k anh chia rồi anh em nhé. Anh ruột hả? Ok, hai game mới đi, hai game mới đi, hai game đi nha. Game này nữa, game nữa. Game này game nữa anh bắn kèo em nha. Không nhỉ? Mini UG hả? Được luôn. Em anh được khẩu thọc chưa? Em cho anh khẩu thọc này nha. Em mấy khẩu rồi? Khẩu thọc 5 viên này. Thôi mày dẹp luôn đi, mày lấy luôn đi. Thôi đó tao không cần đâu. Nhà anh khẩu thứ bắp nhất. Nhưng mà thọ kinh lắm đây, một viên là đi gì ấy. Anh cái này cậu nữa. Kinh sau để buồn phải chấp nhận anh hiểu không? Bị... Nghe hiểu. Có thằng Tết, có thằng Tết súng này nha này. Mày đưa một cây đi, mày cầm một cây thọng đi. Được chưa? Cây phèn kìa. Gì anh bắn hay, anh bắn cây phèn thôi, em bắn dở, em bắn cô xin. Cô quá nha. Ôi em nhập được cái ấy. Em rồi em rồi. Có DPS trên này nè cặp. Dưới mày đưa tao cây 2 viên đi, tao đưa mày cây DPS. Thôi anh cầm đi. Hợp lý không? Ờ cũng được. Đưa cho mày. Đưa DPS này. Vô đây. Tao ăn thích 2 viên đó. Khó à, anh em trong nhà chắc tiêu luôn à. Này phụ kiện này, túi súng kìa, túi đạn kìa. Đây qua test nó bắn cái này chỉ có áp sát với công nhà thôi, chỉ móc nhiều thôi. Ôi dư phương kiện chảy đúng miếng luôn. Thôi chặn này hay chặn sao hả? Ở chặn sao đi, chặn kèo chặn sao đi. Ơ nó lấy xe đi anh trai. Cả đi, cả nó đi, làm gì nó vậy? Em đang có khẩu AR đặt nằm thêm đi bắn nó. Em định bắn nó thật đấy nhé. Chặn này hay chặn sao được, chặn sao nó đi em, chặn chặn nào mà tụi anh không bắn shotgun nữa. Tụi anh đang làm thử thách là 2 cây shotgun em ơi. Đi bớt nè cậu. Tụi lộn bớt nè. Bắn được 2 khẩu rồi. Em bắn kèm theo khẩu kết to ạ. Dài dài nữa. Em bắn theo cái khẩu khẩu gì nhờ? VDS. Gì mà VDS. Bắn toàn kè thế anh trai hả?
Em xem không được thì em qua kênh khác game em trai ơi, anh dễ lắm. Cay cay. Cánh thần kia. Cay. Ăn đá xa kia nha. Em trai nha. Ờ, S12K là cầm. Không, S12K quý. Em nha, khẩu cọc 2 viên. Anh tôi đâu phải đá game nữa. Có khẩu S686 nha, thằng hộ em. Cái này là kênh, kênh nấp chứ kênh tre, kênh tấu hại thôi em ơi, chứ không phải là kênh kỹ năng nha. Theo dõi thâm niên hả, có hiểu theo dõi thâm niên, hả? Được cái này. Má chắc phải nhặt người sợ nó mốt về nét lắm. Tao ngồi đi nấp luôn giờ. Ngồi đi nấp luôn giờ, dặn đi nấp luôn giờ. Sợ cái này có mẹ không lụm đâu. Lo nghĩ con thị nha. Lo nghĩ luôn rồi em, lo nghĩ luôn rồi. Có 12k nè. Không, thổ S686 kìa. Tại sao cánh nó không có nhìn hả? Có thấy quả smoke nào đâu mà lụm. Smoke ui, anh Giang ơi, bay lên đảo, bay lên đảo. Thịt nó. Bay lên đảo hả? Ờ. Lên đảo nó nghe được sao bọc hả? Thầy, cắp chạy cạc đi à. anh Giang vừa cái năng vừa tấu hài giống em hả? Được luôn rồi. Đâu, anh đâu có tiền, anh đâu có tấu hài giờ. Tấu hài giống em được mà kỹ năng cho bằng em được. Đó à. Dễ tính lắm. Dạ em dễ tính lắm. Không được mời qua kênh cầm xem. Đó. Ủa, qua đây nè. Qua này. Đó là Nguyễn Bá Linh nha. Mùa tới kìa, anh đầu mùa thiếu cua lông rồi, đúng rồi, có tên ba tên. Có người, dặn anh. Cầm. Từ 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 đăng bách nè. Chơi 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 trong em. Mấy thằng ấy? Cảm ơn Black Shark đã tặng game em làm sao? Mấy thằng? Một tí chân. Qua luôn, em cầm thọc mà. Đừng nghe đấm mày. Ngon luôn, là 2. Vừa bãi thôi, cảm ơn. Ui, nhà máy kìa. Đi 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 qua luôn. Thêm kẻ 12k. Rất là 12k hả? Ôi cho tung cháy cho Hải Kiều nhá. Hello. Xin chào mọi người. Đi căng thẳng em gột, mình không có súng sát xa á. Đi cứ đi sát vào backup chứ đi biết đi lên kiểu nào đâu. Có một thằng chạy vào này. Watch out. Đây gì bắn? Nhà máy kìa. Thì đứng yên đi, đừng có bắn nó. Anh em mình chỉ làm gần thôi, ngoài đó xua mình mua bom, cho móc nhiều vô, mua bom cho móc nhiều vô. Mua giáp 3, mua 3. Mấy xô, mua giáp 3, mấy xô. Vô luôn, đi vô, lũ vô luôn. Bên đây. Ngủ gì em thấy cái này đúng không? Không, không phải cái này. Kia như nhà tên tên nó từ từ thôi nha. Biết gì nãy lần đạn nhiều rồi, tưởng 60 viên muốn đủ rồi, nhà thuộc mấy phát nào hết đẻ. Không, do cái khẩu thập của anh nó già nha. Do cái khẩu thập của anh nó tốn đạn đấy chứ. Từ từ nha. Về đấy, một kêu hai lon à. À, em đang bắn khẩu thập anh Tuyến này. Không không không, em có bắn về đấy đâu, em cầm mấy chứ. Em không có khẩu S686. Thì như không đi có không, anh ạ. Đi qua lỗ lắm em ạ. Đi mình không kiểu nào được đâu. Ủa thứ thế cha đâu. Ok, bách kìa. Để em mua cái da, cái mũ phát. Anh có cần phụ kiện thì em mua cho. Không, anh đâu cần đâu, anh 7 xu nè. Chỉ mua bơm thôi, giờ anh cần bơm thôi. Bông khói thì chủ yếu nhiều. Ui thính này anh Giang ơi, trời ơi biết thế mình nãy đá cái đá của thính này. Đó có xe đây em, đá luôn. Đây, đi. Cái giáp 3 để em xem. Sorry em, anh ta tưởng như bắn đủ. Chào mình bận nha. Thằng này thì nó vừa lấy xe vào anh, thằng này đấy. Thế là mất xe móc cái
Ok anh, đơn giản. Em lâu em có uống đâu. Nhá, uống đi. Không mà thì. Dạ cảm ơn em thằng Trời Giang nhá. Máy này game thứ hai hả? Bố tới một em gọi ơi. Ôi không. Không không bắn đi đâu. Cái ba lượm đi. X8 MK. Em chào anh Đức nhá. Hello anh. MK. Hello anh em vượt nhà. Bắn đầu anh. Watch out. Đâu? Được đi quay lại đi. Chỗ bên đó. Ok. Ngay bên đó. Anh cầm khẩu M12K nhá. Đâm nó luôn à? Đâm nó bắn dễ rồi nó. Chạy sao được cho thấy rớt anh em rồi. Thế nào? Ôi đông lắm. Chạy luôn, bốn nó mà. Bố tổ này. Đông mấy khung. Nó bay lên đây này anh. Con thằng bay lên trên mà bắn thằng kia. Tôi. Con có AR mà đâu. Đầu cầu của người lên đây. Một tháng sau qua live Facebook rồi á. Bộ bảo thế à? Thôi em chào anh HTB nhá. Ui. Này. Tứ đứng đây. Cho em bắn quả VSS anh. Mày cầm VSS hả? Sao có kèm bốc gì á? Nhà 6 nhà có. Có, cái chẳng có luôn. Tứ. Nè, trên đây có xe nữa nè. Watch out. Kệ xe bốc gì chạy qua nó kìa. Kệ nó. Bắn hàng ngồi trên xe kìa. Chưa, không bắn được. Nó di chuyển này khó bắn lắm anh. Đạn nó rơi mà. Bắn nó lên xe bắn đó. Kìa, này cho bị thằng rước này, rước thằng. À ok. À, đúng rồi anh. Đâu kèo gì đâu. Nó vui chứ. Không vui anh em làm tin làm kiếm clip vui cho anh cho anh em chuẩn bị chuẩn bị có thằng lên này. Chuẩn bị có thằng đi lên nè. Thấy không? Từ ở dưới. Chưa. Nó đang đi lên thôi. Thấy không? Thằng này lên, thấy rồi, đang mất một thằng à. Có thằng gần này, nghe chưa? Nghe rồi. Lao ra không? Núp xuống. Có người đưa gì hả? Có thằng gắn mắt. Thằng tham bên phải anh ấy. Cẩn thận nó móc ấy. Anh có thằng Mookie đi rồi. Từ từ anh nhá. Bom. Nhúng gì vậy? Thả nhúng gì vậy? Thả nhúng gì vậy? Ê. Anh chào bé Thảo nhá. Hello em. Xuống gạt thằng kia không anh nhá. Muốn gạt thì gạt em luôn. Thôi em xem ai donate em nào. Tuấn Công gửi em trai ly nước à. Em cảm ơn anh Tuấn Công nhá. Cảm ơn anh trai đúng không? Em 20k vào số tài khoản nhá. Cảm ơn anh trai nhá. Đi. Xuống ngạc nó đây. Từ lượm bom, lượm tất cả mọi thứ. Đi. Nhúng quá. Mà nó bắn chật hết đi chứ. Ảo. Ngã. Vô đâu, lo làm cái trò này. Này vô rồi, nó bị lia luôn rồi kìa. Nó lia đâu, em bắn nốc nó mà. Không, nó bị nốc rồi, bộ nó chạy đi, nó bị lia nè. Nó kêu rồi đó. À thế à? Đi qua đằng khác dưới đầu nó. Đây. Tuy nó hơi khó xíu nhưng mà nó vui, bánh ruột nó lâu mình đổi gió vui không. Ui bo trong bay thì ngon nhỉ. Ông bay đứng thủ trong xe luôn. Nghe mình núp trong xe. Nghe ăn phân lực. Thằng này nó đúng không? Chú Đức Thánh đi anh nha. Lấm đi lấm bơm nhiều vô. Bơm sẽ móc nhiều vô. Cầm mới nhuộm lông đầu á, sao đấy? Đâu em không hay đâu. Bình thường nhá. 9.4 smoke của em, 9.4 smoke. Em 5.6 smoke. Ok. 5 smoke, lấy còn nít. Ok đi em ơi. Anh lấy hết nít rồi à? Anh lấy 10 nít rồi, 10 nít. Vãi chật. Đi bút ghi không? Em bút ghi đi. Game bị bắt mít chơi cả nói chuyện được với đồng đội chán quá. Thôi cây vô lại.
Hello tầm mốt nha rồi em nhá. Bán sao lúc bậy sốc vậy? Nhà trường học các kiểu đủ đồ ăn nhé. Đang bắn cổ thọc nghe nó lôi cả mắt đây. Chạy bỏ kìa, chạy bỏ kìa. Watch out. Chết anh rồi, chết anh rồi. Ui, cái ba luôn cũng được nữa. Chết tao. Từ từ cả anh luôn máu luôn. Anh luôn máu luôn nha. Lên máu. Trời ơi, sao không lên luôn, cái một giây thôi. Cái đấy nhờ. Có một thôi đúng không? Ừ. Chạy một cái mà không lên nổi kịp. Nhìn tóc trắng á đâu. Tại do em, cái future của em ấy, cái future ấy à. Không có được này. Mày định kê ai cũng đâu rồi. Mày bắn anh vụ tào. Đêm à. Mình canh ra một giây đúng luôn á, mình máu một giây đúng luôn á. Đi. Ui, mày bo. Bơm gì bo đâu vậy? Đi. Bo trong nhà. Trong nhà cũng trong đồi cũng có nữa. Ok. Lái luôn. Hả? À, đâm cục đá, cái thật. Quả đâm cục đá anh. Cái răng nằm giữa đường đây. Thế à anh Đức? Khe đâu? Khe đâu? Anh buộc thấy khe đâu? Nè. Em nó có khẩu vé đét để kêu đấy. Đâu? Ờ, đá đi. Hai cũng được. Ủa, giáp ba luôn ngon vậy? Ngon anh. Ôi, tình đúng thương, còn nó ba luôn. Anh ra, anh cầm cầu sọc hai viên mới là tỏi à? Thế đó mặt kìa, thấy rồi. Nhưng mà có làm được gì đâu. Ôi, đừng gì nó, có làm được gì đâu. Em vẽ nét, bắn sâu được. Ôi, đâm một cây. Ôi, dừng nhà luôn, dừng luôn. Làm gì vậy? À, liệt chưa, liệt hả? Má, khẩu này điếm rồi đấy. Bắn nó chả biết ở đâu luôn. Đấy, nhiều lắm. Nó chết không biết tại sao ấy. Bò nó mình gạt màu cho đẩy nó đây. Thầy có nhờ, thầy có. Không, bắn bò nhỏ ra nghe, bắn bò nhỏ, bò nhỏ. Mô nhỏ, tí nào. Chúng gì phải học dẫn anh em. Anh em mới vô danh một tay, cảm ơn em nhiều nha. Má em buồn cười thằng kia quá. Có xe vào tờ, xe vào anh tính rồi kìa. Trời nó, mà đâm mình nó ấu vui đó. Em đứng chạy em rộng ngoài em đi, nó cũng sao cầm, thiệt á. Tại sao Leopoldinki à? VRF với Vector còn đứng nữa. Không. Đâu? Nè, đứng ở đây nè, đứng đây thấy nào. Đâu? Đó, nhìn đi. Tới nhé, gửi hai anh trai ạ. À, anh cảm ơn nha. Nguyễn Văn Dương ủng hộ anh với cầm mỗi người 50k sức khỏe này kêu em nhé. Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn Dương nhá. Cảm ơn em nhá. À, anh HTB ơi, cái đường bay báo cát ấy thì nó mới là ở Potinki. Mày bắn nó nghe không? Nó làm sao mà biết được anh? Nào tính chạy qua bên cái góc phải luôn ăn bơm. Ờ thì qua đi, qua đi. Qua nó sao biết được? Nó có góc nào đâu mà bắn. Ôi, siêu xe. Nó đẩy xe đâm nhau anh ạ. Nó chạy đẩy xe đâm nhau. À, đâm nhau hả? Anh sợ xe nóng lén bị nóc rồi, nó hơi khó cho em thôi. Không. À, nó đâm nhau em ơi. Chạy bộ dốc chân thì cầm ơi. Đây. Em hết đạn luôn. Được trăm viên á. Má
ba thằng luôn kìa, trời ơi thương phức. Đâu nó đâu? Đây. Cái mặt kìa, nó lòi không? Thấy. Từ từ nha. Bắn thằng nào? Bắn thằng sau nhỉ? Em nghĩ là bắn thằng sau. Từ thôi. Nó giật đâu mà nằm. Nó thấy. Mày, em mà nóc được anh Quân bơm anh vợ bơm cho. Em nóc thằng đầu là thằng này nè. Anh cứ nóc đi. Rồi nóc rồi đấy. Mạnh gì nữa? Nó tát rồi cu. Bốn à? Phía sau ấy nhà. Không quá. Anh già này, bách. Biết bách đi đâu không? Bách qua mấy cái thùng này nè. Qua. À, thôi đứng đây cũng được. Đứng này rồi. Mình xuống hõm luôn không anh? Đúng thẳng không nhìn. Có thôi nhờ. Ba thằng ngồi có một bố bánh xe chết hết trơn rồi. Thằng cầm xuống không bắn nhờ. Em có bắn nó đâu, bắn có gạt được đâu. Nãy không gạt được. Kìa, nó nhìn kìa. Có thế là còn 2v4 đây rồi. Ba thôi, kia số một, bốn, team này bốn anh em, em bảo bốn, hai thằng đầu, hai thằng sau, có việc, đúng đấy, đúng, xuống đây, đi họ chạy xuyên đường họ diệu, bốn thằng ấy, có bốn thằng đây mà, nhìn thấy không, hai thằng đầu, hai thằng trước, hai thằng sau kìa, team nó đủ mà. Bố mà này ép thế nhờ, kệ nó. Nó trong bo mình đang bo chưa biết đồng nào tâm bo kệ nó. Mình còn 7 quả, 6 quả sấm móc ai. Cứ bơm phun nước đi anh ra này. Nó còn nó đẩy ấy. Nó đẩy. Ừ. Biết gì đừng nghe nó. Con này sao cứ nhìn bên kia làm gì nhỉ? Bên nó 4 này, bên mình. Ở đây có 3 thôi. Đấy 4 thằng. Bốn đây ra nhỉ? Bốn, nhìn kìa, ơ kìa. Thế mà bảo ấy. Ơ kìa, đấy thấy chưa? Hai thằng sau, hai thằng trước kìa. Ờ, thấy rồi. Nó ăn cài, chết chật. Em nhìn thấy mà. Trong mơ bốn nó nóc nấy giờ là như gã luôn á. Ừ, bơ đẹp. Chạy đâu em cảm ơi. Gái mà thục nha mày. Không, nó sẽ đải smoke, anh hiểu không? Nó sẽ đải smoke, mình sẽ đầu tiên nó sẽ qua. Từ từ đừng có chán hết bộ nhá. Mình sẽ chơi kiểu mưa hết luôn. Không tới đâu. Ôi chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Cứu. Cầm ơi làm khó em không cầm. Em lắc qua em thẹt nó. Để em bơm mày phát. Để được cái đáy nóc, thiệt cái ý mày người nói để được cái đáy nóc thì còn em nghiêng, em bắt thằng bên trái, sao lại lòi ra nhiều nó bắn được cái chứ. Đấy nó em. Nhìn một bò đậu độ thế rồi mà vẫn thế. À bọn kia nó đải mưa hết rồi. Thế gì đó. No, sorry anh Quốc, sorry. Nó mày để nó đẩy nha anh Giang. Gì đó. Qua không anh Giang? Ao. Nó bay xa quá. Cái tình hình này bắn cái này nó không ổn mà. Ai bắn xuống thường đi anh em ơi. Ai còn tên này chắc chết. Mà vui thiệt. Không. Game sau bắn mấy cái khẩu như kiểu auto VSS mới vui anh ạ. À. Thật, cái khẩu học này nó không bắn xa được. Cầm mấy khẩu VSS vui mà. Bắn nó không biết về ở đâu á. Mấy giờ lại sao ơi, mấy giờ lại em.
ngoài. Rồi giờ bắn xuống bình thường lại cống hiến các em cho của Giang cái anh em ơi. Cỡ pha đó mà sao em cứ chịu móc kịp, em cứu cặp cùng. Không kịp. Giang gánh cầm cực nhọc á, anh Giang thì gánh em nha anh em. Còn đó em gánh cũng cầm cho nhanh luôn á. Anh ra em chóc quạ rồi á, đâu anh ra em làm gì quạ mà em đang thích thủ nhá. Anh cuộc em hiền lắm, anh cuộc nhỉ? Ok, đầu dặn, trời ơi. Trời ơi, đấy thấy chưa, đúng ngoài. Gặp ông ngoài là thấy cái bàn phía chứ đâu. Đây nè, dặn này là bắn UG, UG với mini nè. Tặng em cho của Giang nè. Chiếc kèo chiếc phèo nè. Được nhiều quá anh đó. Mai em phân cứng rồi à. Được thế nha. Em có đánh TFT cũng vui và phét lắm nè. Gửi ép sao. Không mà đọc thì chắc anh em không hiểu được chiêu so đó đâu. Bắn à anh? Trận đấy M4 á. Thì nói làm gì anh? M4. Ờ chờ trận này bắn nó thoải mái nha. Cứ bắn gì em bắn đi. Tao thấy mày bắn chung với tao mày đi cấu hài rồi. Lát á anh em ở chừng chưa có. Anh em chưa ra đăng nha. Cái gì ta? Nó cướp rồi anh Giang ơi. Nó cướp rồi, vào kho đây. Tao biết rồi, anh đi lo đi. Anh khôn đấy, anh. Đang hấp thằng ngoài này anh Giang ơi. Trên công. Nghe hấp chưa? Nghe rồi, trên đầu em luôn. Hai thằng ấy. Đúng giáp hả? Đúng giáp hả? Địch thu. Nó đẩy qua anh Giang này. Không máu không? Máu không? Không có. Bắn luôn đi anh, bắn luôn đi. Em lao ra trước rồi nhá. Giang không có quạ à? Anh không có pet à? À không, mày đi cứu tao đi. Tao lùm được cái gì đâu. Ôi tao có mà. Mày chết tao như mày chết luôn cả. Ôi sao anh lại chết luôn nhỉ? Vô lý nhỉ. Anh nhớ sang heo bì nhá. Anh em mình phải nấu chứ. Anh ơi. Please recall me. 8 giờ hàng ngày anh vừa coi. Cái này thông báo cứ 8 giờ cho em về. Anh Giang ơi. Anh Giang ơi. Anh phải cứu em. Mày giờ chưa có bỏ à? Quá. Em chưa có bỏ mà. Trước em sợ ăn cặp cái gì á mấy người ơi. Anh Giang nhảy đây này, nhảy đây xong đi qua đền bên này nè. Nhảy đây này. Quan trọng là đi xong rồi qua bên này hồi sinh. Qua bên này hồi sinh. Okay, Bookie kìa. Ok nha. Ủa tôi nhớ tôi giết ba mẹ mà, thằng thứ ba mẹ ăn hả? Thằng thứ ba em ăn mà. Ôi trên đỉnh đồi anh có người kìa, thấy không? Thằng nó chạy lon ton xuống cướp xe của anh kìa, nó nhìn thấy anh rồi. Tao cũng nhìn thấy nó rồi.
Bắn nó anh. Ôi, thằng này đã không gì nhiều ấy. Mà mình lo cho đỡ tung tay ấy thôi. Anh Quốc ơi, xe trước mặt anh nữa. Đấy. Quay đi đâu ấy nhỉ? Đấy không kéo có người đây anh ạ, nó nằm trên đường bay ấy nha. Nó đi vào nhé, thằng này đem bom chết 10 thằng 200k em ơi, trời ơi, trời đâu bom tới 10 thằng như vậy luôn. Còn thằng nó lỗi mắt thôi anh trai. Mình ném bom 10 thằng này quay lại nha. Được nhau em nha. Gì nữa vậy, nó đây có người chứ cầm ơi. Em bảo mà đây có người, anh đang phải hồi sinh cái khu đầu kia kìa, đầu tiên kia kìa. Đi trước nhưng mà nó đâu có hồi sinh đâu. Ô em tưởng anh chưa nhặt được bọ nhỉ? À em chưa em tưởng em nhặt được bọ rồi nhỉ? Vậy thì tôi tưởng thôi. Thì phải nó nằm ở ngoài thì chả để luôn. Bên C4 nằm ở nhà không? Không thấy em chỉ bỏ đâu. Nó đâu kìa. Nó trong à? À rồi. Ô nó không rồi. Quay dấu nữa cầm. Hả? Một bầy à? Một bầy dấu nữa cầm. Ba mấy thằng mất dặn chặt đấy. Có mấy cái cùa sinh mà nó cũng cướp. Mệt mỏi quá đi cứu em, tôi trông mệt mỏi thế nhờ anh em. Có người không? Điểm mới luôn cầm nha. Ừ. Nó nghe được không? Nó nghe à? Nó đâu không? Nó nghe phép nó nghe pháp anh rồi, nó đứng nghe mà anh biết nó nghe à. Tiếp thì vào con kia kêu. Đây, đó nghe. Có sao bọn này hay nhỉ? Nó chưa gì nó đã kêu cái cùa sinh này nhỉ? Nó mới thằng mất dạy thật. Cứ nó phạm tiếng nha, cầm sao tóc em ra ngồi cười hè hè kìa. Anh nói thì công lưng đi cứu nó. Làm sao? Ờ à, đúng rồi, à không, không phải lâu để anh Giang gánh đâu, ngày nào anh Giang chẳng phải gánh anh. Như một thói quen anh em mà. Cái gì nó vậy? Đâu, em gánh lộc chị. I'm recalling a teammate. Thanks. Qua school anh trai ơi, anh chào sinh nhá. Ô em liếm được một mạng rồi. Đây anh có rồi. Cái thằng bắn nóc mày đó. Đi lên đảo bên kia lụm đồ thôi chứ ở đây làm gì có đồ được, cái đè ra nghe hết căng nha. Ở đây lút cái chừng nào? Đổi xe anh nhá. Nó bắn phát thế hai anh em chết luôn này, tin không? Chết thôi, cứ chết thôi, như vậy mới vui á, nó loạn nha. Trả nợ kiếp trước là đúng rồi. Kiếp nợ nó mà. Chắc từ giờ kiếp trước của anh nợ em nhiều lắm ấy, thật em nói thật đấy. Chắc cũng phải vài tỷ thôi, đi kiếp này trả đi, trả cho hết vài tỷ xong thôi. Hai anh em quen nhau từ 3 giờ sáng mà. Ừ. Mấy giờ dạng giáo chát ra bức này lạ quá hả, hồi em chơi bức mà nó update nhiều cái mới quá. Lâu em chơi nấp nhiều mới lắm em.
xưa mà hồi xưa nó đơn giản, bây giờ nó tự nhiên nó sẽ cải tiến lên thứ một em. Mà em trên mất PC thì nó tự nhiên nó khác bọt nhiều hơn bên đây rồi. Răng tạp tư à? Em mobile em trai. Không có tính máu đúng không? Như thế chân mình có người anh trai. Mở đi. Ngoài này. Cho nó đẩy lên. Anh em ở trên này. 3 4 4 4 4. Nó quăng nét kìa, nghe không? Không. Tôi cút chốt nghe không? Không nghe, không. Đó, ở đó đi. Không nghe. Bốn kìa. Cái này mình hồi trên đây, mình trong góc này nè. Nhảy xuống kìa. Một thằng nhảy xuống rồi đó. Không, nó không đẩy nào. Không đẩy, anh em mình trên đây được nè, anh em mình trên đây không bắn được rồi. Đừng tìm hàng tôi. Đúng không nào? Kệ nó. Có bơm không lên, bằng cái bơm này. Có. Ra đi, anh còn chả thật. Tuy nhiên nó lên đền này. À, anh kiểu này nhảy xuống bấm lên đền luôn anh em ơi. Kiểu này nhảy xuống mà nó bấm lên đền luôn. Chị rồi, mỗi anh em 5 mạng bơm mà. Ok anh ơi, anh ok anh rồi. Chị rồi, mỗi anh em 5 mạng là sao? Là em quăng 10 mạng bơm 200k đó. Nó lên đền nó. Lên đền rồi. Ê, thì canh nó rút rơi xuống này. Biến nó xuống bên đầu. Thì mình mỗi người một bên, đứng trên mái này này là canh được nè. Tao cầm cái UG mới được canh được không? Nhặt đi kìa, đồ đầy. Tao kiếm mini. Mini trong kia chắc bọn kia nó khó nè. Mini này. I got supplies. Này, cho phụ kiện mini này. Phụ kiện xịn, đàng hoàng luôn. Đào. Ngon luôn. M4 kìa. Không bắn M4 à? Có băng đạn UG kêu anh nha. Anh kiếm kết rồi. Đó. UG mini anh đang bắn kẹo mà. À. Anh em mình người một bên kia nó nhỉ? Hay sao? Một bên thôi. Giờ một bên cũng được em ơi. Khỏi hai bên. Dồn một bên thì dồn bên sang bên này. Bên này dồn này. Đó. Anh chị này đứng nó không ông đứng đằng kia luôn á, đứng ở đằng cái cửa này luôn nè, cửa đằng thẳng luôn. Nhảy xuống là phạt liền luôn à. Thì á. Thì được không? Nè, nó sẽ rớt lên khúc đằng này và khúc đằng ra bên phải, hai bên nó dị nhau mà nó đâu rớt đằng này đâu mà mình thấy xong kịp. Có cớ không bên anh nha. Cầm 2 cây Uzi để ra mồ môi gánh còng lưng top 1 mỗi anh em 100k. Ok ngoan ơi. Lại cầm 2 cây Uzi à? Ok. Lên đây nè, lên đây bắn cái này coi. M4 full phụ kiện nữa này. Lên đây. Ngồi sáo luôn. Cần là thứ là cần ít 4 chứ. 4 táp mày đã nè. Nè lên đây nè, một hồi cái nó ra phải không? Bế nó luôn.